Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 235 của bộ truyện Tu chân Kiếp Tác giả vô tội Qua giọng đọc của Phi Tùng Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện lại nói vào lúc này thì trong tay của Ngụy Tác chỉ toàn là tiếng và những suy nghĩ gào rú. Bởi vì từ khi mà lấy được dưỡng quỷ quán tri hậu, tuy rằng đã trải qua nhiều nguy cơ, nhưng mỗi lần đều qua được, có thể coi là thuận buồm xuôi gió, chưa từng thảm bại như lần này. đến mức đạo lữ và thân bằng hữu đều bị pháp bảo của đối phương thu vào, sống chết còn chưa rõ. Không lâu trước đó thì anh ấy đều thoải mái tính xem là sau khi diệt Thánh Phương Tông thì sẽ như thế nào. Giờ thì từ trên trời rớt xuống, thật sự là không ai chịu thấu. Nhưng hắn ngã xuống là lại nhảy lên ngay. Và lúc này thì uh, ngụy Tác được hôi sắc thần huy bao trùm nên là không thể phát ra thuật pháp. Nhưng hắn cũng không ném hôi sắc thủ trạc của Linh Lung Thiên đi, mà dựa vào nhục thân để nhảy lên liên tục, chạy xa khỏi hướng của bọn Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Giúp hắn ứng vững lúc đó Chính là câu nói của Linh Lung Thiên Nếu như hắn cũng chết Thì chỉ còn kiếp sau gặp lại Nên hắn bắt buộc phải thoát <laughs> Chán thật đó Y không bị thu vào đại chư thiên tạo hóa bình thì càng tốt Được rồi, bắt sống Y Sẽ bức hỏi được cường pháp của Y Đồng thời vào lúc này trên kim sắc long quy Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu ngẩn ra rồi tỏ vẻ cực kỳ tham lam. Sau đó thôi động kim sắc long quy đến cực điểm đuổi theo Ngụy Tác. Tình tịch tinh tịch tình tịch, tình tịch tình tịch tinh tịch. Khí huyết của Ngụy Tác lúc này thì lưu động đến cực điểm. Mỗi một bước đều là mấy trăm trượng, ấn thành dấu sâu ở dưới đất. Hơi nóng như lò lửa ở trên người khiến cho băng tuyết tan chảy. Mày kiếp không được. Tuyệt đối không để y thoát được Nhanh đuổi theo Trung thiên tử lôi tông tông chủ Thì cũng tỉnh khỏi cực độ chấn kinh mà gầm lên Cùng với cả thiên kiểu thần quân Trạm đài Linh lan đuổi theo hướng của ngụy tác Trung thiên tử lôi tông tông chủ này Thì đã đạt đến tu vi thần huyền tầng thứ tư Lại cộng thêm thiên kiểu thần quân Cũng là thần huyền tầng thứ tư Và có bầu trời kim hồ của trạm đài Linh Lan Thì dù không địch nổi ngụy tác đi nữa Thì cũng sẽ không nguy hiểm gì chỉ cần cầm chân hắn Đợi bọn hắc bồ đề thiên mẫu và vương vô nhất đến Thì hắn chắc chắn phải chết Tình tịch, tình tịch, tình tịch, Tích tịch, tịch tịch, tình tịch. Lúc này thì cái vòng tay màu xám của Linh Lung Thiên ném cho ngụy Tác thì cũng vẫn còn phát quang. ngụy Tác tuy rằng với nhục thân mà mỗi bước mấy trăm trượng đã cực kỳ đáng sợ. Nhưng không thể so được với cả độ tốc của ba thần huyền đại năng. Song Phương nhanh chóng rút ngắn cự ly với nhau. Mẹ kiếp Người chết đi Khi mà cách nhau không đầy 400 dặm Trung thiên tử lôi tông tông chủ gầm vang Ném ra xích tử sắc viên cầu cỡ nắm tay Xích tử sắc viên cầu này tỏa dạng kim quang cổ phủ văn Cũng là cổ bảo Có vẻ do tinh kim luyện chế Nhưng trung thiên tử lôi tông tông chủ lém ra Thì nổ vang Ít nhất là mấy trong viên Giàn giạt lôi cương khí tức mà túa đi cái mớ ngọc này lại lổ tung Khí tức giận người bao trùm gần cả nghìn trượng Hình thành lôi hải, Từng vạt lôi quang tia chớp đặc kịt như là nham tương Uy lực này thì còn hơn xa cả pháp vực cường uy của thần huyền tầng thứ tư tu sĩ Rõ ràng là truyền thừa pháp khí của trung thiên tử lôi tông Lôi vương luyện ngục châu Thiên cửu thần quân mắt lóe lên Nhận ra được lai lịch của đám cầu mà trung thiên tử lôi tông tông chủ vừa ném ra Hả? À sao lại như vậy được trung thiên tử lôi tông tông trù tắt ngấm bởi vì ai cũng thấy lôi hải không mảy may ảnh hưởng đến nguy tác chỉ là hôi sắc thần huy bao quanh hắn chỉ tan dần thôi đó là cổ bảo sao không phải pháp khí trung thiên tử lôi tông tông trù kiểu thiên thần quân và trạm đài linh lan có thể nhìn rõ hôi sắc thần huy từ cái vòng tay của Ngụy tác phát ra Mãi kiếp Ta mà thoát Mà ta phải thoát Linh lung thiên có bảo họ không chết Chỉ thoát đi thì mới có cơ hội Không thì tất cả cùng chết mất Ngụy tác lúc này không kịp đọc cả mảnh tinh kim Mà Linh lung thiên đã khắc chữ Cứ ngậm ở trong mồm Sau đó thoáng lanh tĩnh trở lại Hiện tại hắn hiểu vì sao mà Linh lung thiên Lại coi hôi sắc thủ trạc là Quan trọng hơn cả mạng sống hồi sắc thủ trạc Cả uy năng đại chư thiên tạo hóa bình cũng không phá được thì tất là đế binh rồi. Qua hôi sắc thần huy thì không phải là sức mạnh do linh lung thiên kích phát mà uy năng sẵn có. Tức là cái vòng này là thứ mà khi nó gặp phải sức mạnh không chống nổi thì sẽ đem ra giữ mạng. Với thực lực của linh lung thiên, dùng pháp y và hôi sắc thủ trạc bỏ chạy thì khả năng cao hơn hắn. Nhưng mà nó đưa thứ này cho hắn, có khác nào giao mạng cho hắn chứ? Chính vì vậy hắn phải thoát. Chát 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 Lúc này trung thiên tử lôi tông tông chủ Ném lôi vương luyện ngục châu ra Chỉ mấy tích tắc sau đó Hôi sắc thần huy tan dần đi Trong tích tắc đó thì ngụy tác Đeo cái vòng tay lên Phát động động hư bộ pháp mà bỏ chạy Lúc này thì bọn hắc bồ đề thiên mẫu Và vương vô nhất cách ngụy tác không đầy 2.000 dặm Thấy hôi quang tan đi Ngụy tác phát động động hư bộ pháp Giống như mặt trời sáng ở trên không Thì hắc bồ đề thiên mẫu sụp mí mắt bảo thiên kiểu thần quân Này thiên kiểu thần quân Để tránh đêm dài lắm mộng Thì giữ y lại cái đã Ờ Tích tắc đó thì tông chủ của tông môn truyền thừa lâu đời nhất của thiên trụy đại lục Mắt lóe lên như là ra quyết định Chát chát Bầu trời cơ hồ sáng lên Thanh hồng sắc khô đầu lâu như là bằng ngọc Giàn giạt chân tiên khí tức được tế xuất Mắt của khô lâu này thì lóe lên u hồng sắc quang hoa Đoạn lặng lẽ hóa thành cho chân tiên khí tức tan đi. Hả? Về phần ngụy tác thì vừa thi triển động hư bộ pháp bước đi thì ngụy tác liền kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống. Ở mi tâm quán thì có một vết nứt rồi máu nhỏ tong tỏng từ đó. Là thần thức sát phạt pháp khí. Thanh hồng sắc khô đầu lâu là truyền thừa pháp khí luyện chế từ đầu của chân tiên trực tiếp sát phạt thần thức quán. Ngụy tác bị trọng thương thần thức, óc như là nứt ra vậy được rồi bắt sống đi. Thầy án rơi xuống, thiên kiểu thần quân nhau mắt cười lạnh. Mẹ kiếp trong tay chúng có cả pháp khí này sao? Để đối phó với ta thì đem ra sử dụng cả ư? Ừ. Ngụy Tác biết đây là lúc sinh tử quan đầu, không chỉ của mình hắn mà của tất cả mọi người người thân của hắn nữa. À, à. Ngụy Tác mặc kệ thần thức bị tổn thương, toàn lực lưu truyền đại đạo tiên âm nén cơn đau phát động động hư bộ pháp. Đoành 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 Tiếng nổ liên hồi Thân thể hắn vượt qua bầu trời cách bọn thiên kiểu thần quân xa dần Cái gì? Chúng thần vương bí lô của Hoàng Đình Tông Mà vẫn còn có thể phát động thuật pháp bỏ chạy được sao? Thiên kiểu thần quân dùng mình không dám tin chấn kinh khôn tả Thấy ngụy tác bước đi cả trăm dặm không thể ngăn cản được Hắc bồ đề thiên mẫu bèn nói Ghê nhỉ Thần thức của y mạnh kinh nhân đã đành lại còn có đại đạo bí pháp trấn áp thần thức tổn thương <laughs> Nhưng bất quá vô dụng thôi Y mặc kệ thần thức tổn thương thi triển thuật pháp như vậy Thần thức thụ thương càng thêm nặng Không thể thoát được đâu Thiên kiểu thần quân Hãy cho ta mượn lục sơn long quy Bắt được y ta sẽ trả hắc bồ đề thiên mẫu thong thả lên tiếng Ở sau lưng của bọn thiên kiều thần quân không xa Lúc này bọn à chỉ cách bọn à Thiên kiểu thần quân và trạm đài linh lan trung thiên tử lôi tông tông chủ mấy trăm dặm mà thôi hắc bồ đề thiên mẫu vừa lên tiếng thì kim sắc long quy rung lên co thành chỉ đủ chứa hắc bồ đề thiên mẫu rồi thả tất cả ra trên người hắc bồ đề thiên mẫu thì thân dực kim sắc và thần văn màu đen ngưng thành một cây hàng ma sử đeo kim hoàn màu đen vu 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 Pháp vực vừa được hóa ra thì không khí phía trước tan đi hết à, biến thành chân không kim sắc long quy lóe lên được gà điều khiển bắn đi mỗi lần bảy tám mươi dặm độ tốc không kém gì động hư bộ pháp của ngụy tác cả này thiên kiểu thần quân vương tông chủ các vị phá pháp trận ở băng thiên trì và những truyền thống pháp trận nối tịch hàn đại lục và vân linh đại lục đi đừng để y chạy sang đại lục khác dọc đường ta sẽ phát tin mà với năng lực của các vị sẽ phong tỏa được khu vực này đấy chứ một mình đuổi theo ngụy tác hắc bồ đề thiên mẫu lại truyền âm cho bọn thiên cửu thần quân và vương vô nhất thiên cửu thần quân trạm đại đạo hiếu hãy đi hủy truyền tống pháp trận của băng thiên trì sử đi chúng ta sẽ truy kích hắn được Thiên Kiều Thần Quân và bọn Vương Vô Nhất lao đi theo các hướng, độn quang của Ngụy Tác và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đã khuất khỏi thị tuyến. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, mẹ kiếp con bụi xấu xí này. hấp bồ đề thiên mẫu đuổi theo là ngụy tác cảm chi được ngay. Thi triển thuật pháp nào thì cũng cần thần thức điều động chân nguyên. Hiện tại hắn mỗi lần thi triển động hư bộ pháp thì thần thức tổn thương càng thêm nặng. Như là chân bị thương nhưng mà không cầm máu mà vẫn chạy tiếp. Mỗi bước càng chảy càng nhiều máu hơn. Thần thức thụ thương đến mức nào đó thì sẽ ảnh hưởng đến căn và bản. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Cái bình màu cùng với cả nguyên đâm lão tổ đã bị hút vào trong đại chư thiên tạo hóa bình. Thần thức quán thì thụ thương nên là tốc độ thi pháp bị ảnh hưởng. Thậm chí đang tiên pháp phực thì cũng không hóa ra nổi. Có thể làm sao là đối thủ của hắc bồ đề thiên mẫu được. Hắn mặc kệ vết thương liều mạng bỏ chạy ra ngoài man hoang hoa nguyên bên ngoài thiên khung. Chạy như thế này thì còn vất vả hơn lúc đối diện với cả tư tí hoang tộc đại năng nữa. Hắc bồ đề thiên mẫu một mình thì độn tốc đạt đến cực trí, Ngụy Tác mỗi lần thi triển động hư bộ pháp đều chỉ có thể kéo giãn hơn 10 dặm. Vốn lúc đầu hai người cách nhau gần 2000 dặm, thi triển liên tục hơn 100 lần động hư bộ pháp thì Ngụy Tác mới cắt đuôi được Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Ngụy Tác lúc đó mỗi lần phát động động hư bộ pháp là co rút cả người, liêu siêu trực ngã nhưng hắn vẫn nghiến răng mà thi triển. Với bí thuật của Vũ Hóa Ứng Thiên có thể cảm ứng được khí tức của đối thủ trong vòng 4000 dặm. Phía sau thì không chỉ có một mình Hắc Bồ Đế Thiên Mẫu Mà là cả bọn vương vô nhất Thánh vương tông tông chủ Nên là trong vòng vạn dặm mà dừng lại Là hắn sẽ không có côi toát thân Lại tiếp tục thi triển động hư bộ pháp Vượt hơn 5.000 dặm Hắn không thể chịu nổi nữa thì mới đáp xuống Dùng độc thân mà lao đi Đồng thời phun mảnh tinh kim của linh lung thiên khác ra Đoạn lấy đan dược ôn dưỡng thần thức ra Ta cũng lắm chỉ giữ được khoảng hơn 15 ngày mà thôi Đại truy thiên tạo hóa bình này không có cách mở Ngoại trừ dùng cường lực phá Mà ngươi đừng có tham hôi sắc thủ trạc của ta đó Bà nãy thì chuyển động hư bộ pháp Dù nuốt linh đan thì cũng không có dư lực Dốc chân nguyên luyện hóa dược lực được Mà trên tấm tinh kim linh lung thiên gửi cho hắn Cũng chỉ có mấy chữ đó mà thôi Hàng chữ này nếu đổi lại là người khác Thì sẽ tất không hiểu ý của linh lung thiên nhưng hắn từng cùng nó phải sinh ra từ Thì dù đang lúc đau như là lứt đầu Thì vẫn nhìn hiểu ngay Đại chư thiên tạo hóa bình Sau khi mà đốt tinh hạch khu động Thì dù là trung thiên tử lôi tông tông chủ Cũng không thể thả người ra được Trừ vì là đánh vỡ bình Không thì những ai ở trong sẽ bị luyện hóa pháp bi của nó tối đa là chống được khoảng hơn 15 ngày Cũng là tính toán của Linh Lung Thiên Chứ thật ra là có lẽ ít ngày hơn về cái câu sau cùng của Linh Lung Thiên Nếu là lúc bình thường Ngụy Tác khẳng định sẽ cho rằng là Linh Lung Thiên nhỏ nhen Sợ hắn làm hỏng hôi sắc thủ trạc Nhưng giờ thì không phải Mà hắn hiểu rõ là mình không thể điều khiển được hôi sắc thủ trạc Nên tìm thủ đoạn khác Để mà đoạt lại Đại Trư tiên tạo hóa mình Và không nên lãng phí thời gian Để mà tìm hiểu bí mật của hôi sắc thủ trạc Đọc xong rồi thì Ngụy Tác vò mảnh tinh kim Rồi vỗ lên người mình ngay cả răng và xương cốt hắn cũng rung lên canh cách Từ khi mà có dưỡng quỷ quán thì Ngụy Tác chưa từng thảm bại như thế này Lúc này thì Ngụy Tác vỗ loạn lên người mình Hắn không dùng thần thức Để là xem mình còn có những cái thứ nào có thể dùng được Bởi vì sau khi mà chúng đòn cổ đại chư thiên tạo hóa bình xong Nên hắn cũng không rõ là mình còn những gì nữa Giờ thì hắn hiểu trừ nạp bảo cổ trạc và nạp bảo giới trì và nô thú đại đựng phê tâm trùng còn túi bảo bối thì đều chẳng có Những thứ gom từ các tông môn Đan dược điển tịch Đều đã kiểm kê rồi phân loại chỉnh lý Hắn không có mang theo Chỉ có sinh tử thư Và hơn nghìn thanh phi kiếm Ở trong nạp bảo cổ trạc Trong nạp bảo giới trì Thì cũng toàn là những thứ chuyên để chống lại thiên kiếp Cũng với cả thủy hệ yêu đan mà thôi Cái lượng thủy hệ yêu đan lấy được Của vũ hóa thế gia thì không để trong nạp bảo giới trì Nên trong đó hiện thời Tuy là không còn nhiều nhưng cũng đủ để đạt tới thần huyền tầng thứ tư đỉnh phong. Trong tiếng canh rùng rợn, hắn chỉ dựa vào nhục thân mà lao đi, cổ đồng sắc quang hoa lóe lên, lấy pháp y đầy thần điều phù văn của Đông Hoang Tông tổ Xu. thu được tại động phủ Đại Thí Thiên ra. Lấy ra rồi thì ngụy tác không hiểu gì mà lại thu lại. Liên tục sử dụng linh dược ôn dưỡng thần thức và luyện hóa, đồng thời chạy theo một hướng. Lao đi không đầy hai trăm dặm thiên linh của ngụy tác trượt tê dại như bầu trời có đôi mắt đang quan sát hắn mày kiếp đến nhanh thật đó ngụy tác hít sâu một hơi tuyết xung quanh đó hơn 10 trượng bay lên băng lãnh khí tức lan khắp vào lồng ngực quán. hắn biết mình như là hoang cổ cự thú lại thụ thương gặp sự nguy hiểm cực độ sẽ có phản ứng trực giác cảm ứng kiểu này thì hơn xa cảm chi không thể sai lầm được không phải đề hồ thiên mẫu thì cũng là đại năng đang đuổi tới dùng thuật pháp hoặc là pháp khí nào đó mà phong tỏa mình liên tục mấy chục lần lao đi hắn ngoái phát lại thấy ở bên trái có quang hoa hiển hiện hắn tuy chưa nhìn rõ thân ảnh trong đạo quang đó nhưng mà qua màu sắc thì hắn biết được đó chính là hắc bồ đề thiên mẫu nguy tác không đổi sắc hoàn toàn dự liệu được điều đó hắn vung tay lấy cả sinh tử thư và cổ đồng sắc pháp y ra mặc lên đồng thời thân ảnh không hề dừng lại vẫn dựa vào nhục thân mà lao đi. Trên địa sau lưng hắn rung lên bần bật. Đồng thời hắn vốn không ngừng điều tức. Luyện hóa linh dược ôn dưỡng thần thức. Đột nhiên quay lại bước tới. Tử quang mang theo vô số quang phủ hiện ra. Sau lưng là giải sáng đen. Do vô lượng thần quang ngưng thành. Thay đổi quỹ tích lướt qua hắn. Đoành đoành. Thần quang màu đen sau lưng bị đánh đứt. Thủng một lỗ. Hả? đó chính là hồng mông tử kinh sao ngụy Thác quay lại đối diện với hắc bồ đề thiên mẫu đang đứng ở trên kim sắc long quy không đầy tám trăm dặm nhìn hắn với vẻ cượt nhà này thần thức của ngươi tổn thương mà định đấu với ta ư nếu ngoan ngoãn hàng phục thì ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống đoành 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 ngụy Thác lại vượt qua bầu trời áp sát hắc bồ đề thiên mẫu dẹt dẹt Cùng lúc đó hắn phát ra liệt khuyết tàn nguyệt và uy năng sinh tử thư. Không nhắm vào hắc bồ Đề thiên mẫu mà là ở phía sau để mà chặn đường rút lui quả. Lòng bàn tay của hắc bồ Đề thiên mẫu liền bắn ra một đạo tử sắc Phật quang. Như giấy lên thần Phật ngập trời ngâm sướng, xô tới nhưng đã bị ngụy tắc tránh được. ai cha cha, còn tránh được đòn của ta. Xem ra lời đồn không ngoa, người có vô thượng cường pháp dự cảm quỹ tích của uy năng thuật pháp diện hóa hắc bồ đề kinh ngạc nhưng lại thấy ngụy tác định sắp lá cà thì lại dừng lại thần quang màu đen không ngừng lan ra hình thành một liên đài màu đen 72 cánh lớn trên lá thì lấp lánh thần quang che kín đất trời vô lượng phật quang từ hắc bồ đề thiên mẫu phát ra tuyệt cường thần vực chấn động tích tắc đó ả à như biến thành thần phật đoanh 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 đây hoàn toàn là kinh thiên đối quyết không ai chứng kiến hai làn khí tức hùng hậu từ ngụy tác phun lên như là núi lửa đăng tiên pháp vực và chu tà kiếm trận đồng thời hiển hóa va và vào liên đài thần vực máu đen ngút trời của hắc bồ đề thiên mẫu diện hóa ra bum, 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 bum. mấy nghìn trượng bầu trời sầm lại đăng tiên pháp vực và chu tà kiếm trận tan vỡ cùng với cả thần vực của hắc bồ đề thiên mẫu nghìn thanh vi kiếm rên lên tuy không bị tổn hại nhưng cũng văng đi như thác đổ. đoành 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 sau đó thì ngụy tác đến sau lưng của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bổ mạnh tới trên người ngụy tác ngân sắc thần quang và xích sắc hào quang đan vào nhau dấy lên sát ý lạnh lùng như là một món nhân hình thần binh vừa thấy hắn đến thì Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu càng thêm tỏ vẻ đùa cợt ả à, thập phần đơn giản lật tay lại vỗ vào ngụy tác nhát trưởng vỗ xuống đó thì da của ả à đỏ chói mắt cũng biến thành thần tiết Cơ hồ à chính là một khối hắc đồng sắc thần thiết vậy. Cùng lúc đó thì khí tức kinh nhân từ mi tâm bắn ra, chu hồng sắc thần quang tràn ra như đột nhiên có một nốt ruồi đỏ mọc ra vậy. Cùng với đó khí huyết của à sôi lên, bành trướng với tốc độ kinh nhân như thể không ngừng có từng con hoang cổ cự thú dồn khí huyết vào trong thể nội. Cái vẻ cười cợt của à rất là rõ, nếu như có đại năng nào khác tại trường thì sẽ nhận ra được ngay. Tu vi thần thông của ngươi đích xác bất phàm đó Nhưng định bằng vào nhục thân tu vi mà đấu với ta Thì ngươi sai lầm rồi Hiện tại thần thức của ngươi tổn thương Tốc độ thi pháp quá chậm <laughs> Hắc bồ đề thiên mẫu tỏ vẻ kinh biệt Vỗ ra một trường vào ngụy tác Nhưng bất chợt Thì mặt quả biến sắc đi Vẻ cười cợt biến thành kinh nhân bởi vì bị lửa Bởi vì trong tích tắc điện quang hỏa thạch đó thì à phát hiện ra mục tiêu của ngụy tác lại là lực sơn long quy cơ, choang, trường của à thì vỗ vào ngực của ngụy tác, hắn văng đi ngực lõm vào, thậm chí sau lưng cũng bắn ra máu, hoàn toàn là nhục thân đối kháng, hắc bồ đề trên mẫu triệt để áp đảo ngụy tác, tay như là biến thành hắc ưng, hồng sắc thần thiết không ngừng rung lên, không hề nứt nẻ. trong tích tắc văng đi đó thì ngụy tác ráng được trúng vào lực sơn long quy kim sắc long quy nứt ra thành nhiều vết rồi tan rã. Dẹt! Hắc bồ đề thiên mẫu thì rực lên vô số thần quang màu đen. Vô số thần văn như là tia trước bắn ra. Một hình thiên mẫu cắm hơn một nghìn thanh trường thương cổ binh mặc thiết y màu đen. Được hóa ra khi mà ả à vào ngụy tác văng đi. Sau đó va mạnh vào ngụy tác. Ngụy tác học máu khỏi miệng trên người có mấy lỗ thủng cỡ miệng bát, đồng thời lại bị uy năng thổi tung. Nhưng thần quang màu đen hóa thành từng dải sáng tròn lại giáng tới. Thân thể hắn quay vòng, xứng lại trên không. Thân thể bao bọc trong quang hoa chói lòa đã tránh được. Lúc này bầu trời lại rực lên vô số bạch sắc đạo liên. Ngụy tác vừa tránh được đòn của hắc bồ đề thiên mẫu, thì liền thi triển đăng tiên pháp vực. Đoành đoành đoành, lại là một thiên mẫu cắm hơn nghìn thanh trường thương được hiển hóa ra trên bầu trời. Trấn than đăng tiên pháp vật của Ngụy Tác. Nhưng mà cường uy lần này thì không quét trúng Ngụy Tác. Hắn bước lùi một bước, hơn một nghìn thanh phi kiếm đó quay tít ở dưới chân thành dòng thác. Rẹt 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 rẹt. Lại có cường uy từ hắc bồ đề thiên mẫu giáng ra. Tử quang ở trước mặt của Ngụy Tác lại quét tới. Cường uy chỉ chạm vào rìa dòng kiếm, hơn nghìn thanh phi kiếm của Ngụy Tác rền rĩ. Chỉ vài cái nhô lên hộp xuống Thì ngụy tác đã cách hắc bồ đề thiên mẫu khoảng 500 dặm Người tưởng như vậy là thoát được ta ư Hắc bồ đề thiên mẫu đột nhiên dừng thi pháp 500 dặm và động hư bộ pháp Đủ bù lại cách biệt tốc độ thi pháp do thần thức song phương tranh lệch Hắc bồ đề thiên mẫu biết là có đánh nữa Thì cũng không thể trúng được ngụy Tắc Một thứ vốn đã nằm trong tay lại đánh rớt phi đoạn pháp bảo của mình mà chạy thoát thì mặt của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu vốn đen càng đen hơn như có mây đen bao phủ. À, càng thêm tức giận bởi vì Ngụy Tác không thèm đáp, coi à như tử vật vậy, liên tục phát ra động hư bộ pháp cắm cổ mà chạy. Ngụy Tác làm một mạch hơn bốn nghìn dặm, không nhìn thấy độn quang của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đâu thì mới đáp xuống. Vừa đáp xuống thì Ngụy Tác thậm chí suýt nữa nhũn nhão chân tay, ngã nhào. Hiện tại nhục thân tổn thương là phụ Nguyên thủy thần mộc thần căn phát ra sinh mệnh tinh hoa không ngừng tu bổ cho nhục thân quán Hơn nữa với sinh cơ này thì thương thế cũng đủ khiến các tu sĩ khác phải mất mạng Điều đó không thành vấn đề Mà thần thức bị thương cực kỳ nghiêm trọng mới là vấn đề Đầu quán như là nứt ra vậy Thậm chí là không thể nghĩ rõ ràng được Thần thức như thể không ngừng đổ tung, cơn đau dấy lên không ôn dưỡng thì thần thức rất có thể sẽ tổn thương không thể chữa trị được nữa thậm chí là giảm hẳn bởi vì thần thức thì là chân nhãn cho tu sĩ dò tìm tự thân và thiên địa ảo diệu nếu như tổn thương thì sẽ ảnh hưởng đến tu vi dẹt 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 thở hồng học rồi khôi phục lại như thường ngụy tác lại lao đi tiếp không ngờ rằng pháp ngoại kim cương của con ả xấu xí đó lại có nhục thân cỡ đó ta lại không thể chống nổi được Hắn đã tính sẵn rồi, muốn thoát khỏi Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu truy sát, để có thời gian nhất định thì cần phải đánh vỡ pháp bảo đó, không thì với độn tốc của nó, dù hắn cách vạn dặm thì đối phương cũng nhanh chóng bắt kịp, hắn sẽ không có cơ hội khôi phục lại thần thức. Cự ly này thì cũng chưa được an toàn đâu. Lấy ra pháp y của Đông Hoang Tông tổ sư, bởi vì Ly Lung Thiên đã nhắc nhở rằng là Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu này tu luyện pháp ngoại kim cương, hơn nữa thời gian tu luyện hơn xa hắn nhục thân có lẽ còn mạnh hơn nên phải lấy ra nhưng hắn lại thu lại bởi vì còn trông vào may mắn định là không dùng pháp bảo phong bế khiếu vị chỉ dùng nhục thân lao đi thì sẽ không có nguyên khí dao động may ra thì thắt thoát được khắc bồ đề thiên mẫu truy tung nhưng ả à ta lại nhanh chóng tìm tới như vậy thì chứng tỏ rằng ả à ta có pháp khí kiểu như là vạn lý siêu hoành kính thi triển đại thành khi mà thiên kinh hóa ra thì phân thân cũng vô dụng hiện tại nhục thân của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cao hơn tưởng tượng, lại có bí pháp kích phát thể nội khí huyết lên gấp mấy lần trong tích tắc. Bí pháp này khiến à vốn có nhục thân hơn hắn lại bạo phát lực phá hoại thì còn hơn cả pháp vực. Dù là thuật pháp hay là nhục thân hắn đều không so được với cả Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, rất có thể sẽ bị giết hoặc là bắt sống. May mắn còn được à, dược vật ôn dưỡng thần thức, từ các tông môn còn lấy được thuật pháp tương tự. liên tục mấy chục lần tung mình thần trí tỉnh táo hẳn lại. Hắn lại uống thêm mấy viên linh đan, vừa lao đi vừa luyện hóa rồi lại thi triển động hư bộ pháp 6 7 lần. Cảm giác không thể chịu đựng nổi thì lại đáp xuống, vừa lao đi vừa luyện hóa linh đan, dùng phương thức cực kỳ gian nan mà đi tiếp. Nửa ngày sau thì hắn rời khỏi thiên khung đến man hoang hoang nguyên, nối tịch hàn đại lục và lưu hỏa đại lục. Về cái truyền tống pháp trận để mà bỏ chạy, thì uh, tuy rằng hắc bồ đề thiên mẫu có phòng bị, nhưng mà Ngụy Tắc cũng không nghĩ tới Bởi vì thời điểm này hắn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào Cần nhất bây giờ là xác định một hướng Buộc khắc bồ đề thiên mẫu không thể đuổi kịp cái đã Lại thêm khoảng 4 năm vạn dặm Thị tuyến không còn băng tuyết nữa Đến một nờ Man hoang đại sơn xanh dờn Ngụy Tắc đáp xuống một sơn cốc đầy trướng khí Bằng vào nhục thân mà men theo một khe núi Ờ, móc sâu hơn nghìn trượng rồi không nén nổi nữa ngồi phệt xuống Nhục thân án khôi phục khá rõ rệt, nhưng thần thức đã đạt đến cực hạn. Nếu như là không tĩnh dưỡng thì sẽ trọng thương. Đây là tiếp theo không thể thi triển thuật pháp và ý thức cũng sẽ rơi vào à, trạng thái không tỉnh táo. Ngồi xuống thì Ngụy Tác lại uống nốt ba viên linh đan ôn dưỡng thần thức, đồng thời nhắm mắt lại, theo một tiên thuật pháp dùng hô hấp dẫn đạo khí huyết và chân nguyên chấn động nhục thân ôn dưỡng tinh thần. Hơn nghìn tích tắc sau, hắn miễn cưỡng khắc phục được cơn đau để mà nhập định. Ngoại trừ hơi thở thì hoàn toàn bất động. Giống như là một thi thể bất động xếp bằng không rõ bao lâu. Tiếng giít khiến cho ngụy tác như là tỉnh khỏi cơn ác mộng vô biên. Thân thể hắn run lên mở bừng mắt. Cách cách cách. Mở mắt ra, Ngụy Tắc đứng dậy, xương cốt như đã xếp lại. Số của hắn không tệ, đây là không bị đại năng nào bắt kịp. Không thì khi thần thức tổn thương đến cực hạn, đang liệu thương thì tất không thể trả đòn, ai cũng có thể giết được hắn. Đứng lên ở trong động đá tối tăm này, lòng hắn đắng chát lại. Thần thức tổn thương hiện tại đã khôi phục lại khá rõ rệt, nhưng hắn nhận ra có ám tật. Nếu lại đấu pháp kịch liệt mà không có cao cấp linh dược ôn dưỡng thần thức thì sẽ triệt để tổn thương tinh thần quán. giờ đây bên hắn không còn ai nữa, ngay cả lần liệu thương này thì cũng không biết là sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa. ôi. nhưng hít sâu một hơi xong, trên người hắn lại lạnh ngắt khí tức như là lúc đấu với cả hắc bổ đề thiên mẫu. hiện tại tuy là mấy đại năng chưa bắt kịp, nhưng hắn thi pháp thì có thể để lại khí tức. nơi này cách thiên cung không xa, phải đi ngay, không thì với năng lực của họ e rằng sẽ rất nhanh chóng tìm ra răng lưỡi đợi sẵn hắn. Hít sâu một hơi lần nữa, chấn định tâm thần. Chuẩn bị đi khỏi, hắn cởi cổ đồng sắc pháp y ra. Cổ đồng sắc pháp y này gần đạt đến tiên giai, uy năng phòng ngự ngang ngửa với bất diệt tịch bình. Nhưng bị hắc bồ đề thiên mẫu liên tục tung đòn thì đã triệt để phá tổn. Ở mảng ngực thì bị xé ra ba chỗ lớn. Thần điều phù văn tắt hết thần quang rồi, Ngụy Tác lật đi lật lại xem xét thoáng thất vọng. Đông Hoang Tông tổ sư Đông Như Lai luôn là cái bẫy và hoang tộc đại năng đó bày ra khi mà Thọ Nguyên sắp chết. Sau cùng thì chính Đông Như Lai tự chui đầu vào, phát hiện sự thật mà chết ở trong động phủ Đại Thí Thiên. Nhưng dù như thế nào thì nhân vật vô địch một thời này cũng được hai món vô thượng truyền thừa là Động Ngư Bộ Pháp và Như Lai Thần Mang. Ngụy Tác thì đã tự lĩnh giáo uy lực của Như Lai Thần Mang, ngay cả đến cổ đế thi thì cũng không thể ngăn được môn thuật pháp công kích này của tư tí hoang tộc đại năng. Nếu có thì dù đối diện với hắc bồ đề thiên mẫu cũng không đáng ngại nữa. Pháp y này hiện tại là di vật duy nhất của Đông Như Lai, phẩm giai thập phần bất phàm. Ngụy tác hiện tại như chìm trong sông lớn sắp chết đuối đến nơi. Miễn cưỡng chụp được một cọng cỏ để mà lấy hơi đây là không mong chờ gì nhiều. Chỉ mong Đông Như Lai để lại môn cường pháp ở trên pháp y này nhưng ngoại trừ ba lỗ thủng ra thì cổ pháp y đầy thần điều phù văn này không có dấu hiệu gì khác đương nhiên là không ghi lại như lai thần mang trong đó thoáng thất vọng xong hắn định ném pháp y vào một góc động quật hiện tại không còn bao nhiêu thời gian nên hắn không thể khẳng định đối phương cách mình bao xa có khi kích phát một tí chân nguyên mở nạp bảo thủ trạc và nạp bảo của giới cũng sẽ bị đối phương cảm chi được nhưng mà khi mà định vừa ném pháp y đi rồi dựa vào nhục thân điểm bỏ chạy Thì ánh mắt hắn trượt lóe lên cầm pháp y lên xem Tích tắc đó hắn nhận ra cái đường vân lạ lùng khác hẳn thần điểu phù văn vốn có Hắn nín thở Ở trong động quật chỉ còn tiếng tim đập cực khẽ do hắn cố ý áp chế Hắn không lầm Đường văn này là góc chéo sau lưng của pháp y Đường chéo thì bằng chất liệu rất đặc biệt Như là dùng chân nguyên vẽ phù cũng bởi vì đã lâu quá rồi nên tất cả đều xỉn màu. Cộng thêm bị thủy linh khí tức của Ngụy Tác hột rửa, đây là không còn dấu tích gì. Chỉ là nơi đó có máu của hắn thấm vào nên mới hiện ra mờ mờ đường nét. Không hề do dự, Ngụy Tác vung tay, vạch nhẹ lên cổ tay, cực kỳ cẩn thận mà nhỏ máu vào quanh cái chỗ có vết mờ đó. Rất nhanh thì lưng của pháp y đẫm máu tươi của hắn. Tìm hắn như là dừng hẳn lại. Càng lúc càng nhiều vết mờ hiện ra Bản đồ xuất hiện Ngoài ra còn có bốn chữ mờ mờ Minh Vĩnh Băng Xuyên Ngụy tác mắt ánh lên sự lạ lùng Minh Vĩnh Băng Xuyên Là một địa danh Hơn nữa ở băng nguyên cách phía nam tịch Hàn Đại Lục Đại Hàn Cung khoảng 5 vạn dặm Là núi tuyết quanh năm Cơ hồ không có sản vật Cũng bởi vì từ lâu đời Cát bị dồn vào băng tuyết Nên là nền băng cũng màu xám đen Huyền băng không còn thuần thịnh Tịch hàn đại lục thì hiếm có tu sĩ si đến đây Hiện tại cái hình hiện ra cùng với cả hàng chữ Tạo ra một cảm giác ngọn núi đó có liên quan đến băng xuyên này Hiện rõ nhất là dãy núi có một điểm nhỏ rất là đậm Tự hồ là một chấm mạnh hơn Cái điểm nhỏ xíu này là ở giữa một dãy núi Như là định hiện rõ vậy Lẽ nào Đông Như Lai trước khi chết có để lại hay sao? Ngụy Tác ngập tràn ý nghĩ này. Lại hít sâu một hơi nữa, Ngụy Tác thoáng trấn định tâm thần. Hắn biết mình phải quyết định, nếu như hắn có Như Lai thần mang thì sẽ ép lại bọn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Và chỉ cần không bị năm sáu đại năng vây giáp, thì hắn chẳng còn sợ ai nữa. Nhưng chỉ với bốn chữ và địa đồ đơn giản cực điểm này thì vị tất có Như Lai thần mang, thậm chí chẳng có gì cũng nên. Có lẽ còn có ý nào khác sao? Chẳng lẽ là không có thứ gì Đông Như Lai để lại ư? Thời đại của Đông Như Lai đã qua mấy nghìn năm. Ai biết được là địa hình địa mạo không khác gì hiện tại. Nên là nếu có bảo tàng hoặc là thứ gì đó y để lại, thì ngần ấy năm rồi có lẽ cũng sẽ bị người ta lấy mất rồi. Và quan trọng nhất là Minh Vĩnh Băng Xuyên nằm ở Hoang Nguyên ở bên trong thiên khung tịch hàn đại lục Nam Bộ. Hắn thì đang ở phía tây bắc Hoang Nguyên ngoài thiên khung. Muốn đến đó không biết phải mất bao xa và còn phải vào thiên khung đi trong tịch hàn đại lục nữa quay trở về tịch hàn đại lục thì tất là vô cùng hung hiểm mà dù tịch hàn đại lục hay là lưu hỏa đại lục ở gần thiên khung đều răng sẵn cái lưới để diệt hắn thì các tông môn đó sẽ không tiếc dùng đến cả đế khí như là đại chư thiên tạo hóa mình hiện tại hắn may mắn thoát được thì không hiểu họ còn động dụng bao nhiêu nhân lực nữa giờ đây nên chạy sâu vào trong man hoang hoang nguyên hay quay trở về tịch hẳn đại lục đây? Ánh mắt ánh lên mấy lần, Ngụy Tác đã đưa ra quyết định. Hắn hít một hơi thật là sâu, rồi cầm pháp y lao ra ngoài động quật. Hiện tại hắn đã thành khốn thú, bị bức đến cực trí. Ngay cả đến động phủ đại thí thiên thì cũng đã tra xét. Lục bà lão đầu thì không còn bên cạnh hắn. Hắn không còn cơ hội nào khác. Đành phải đến cái chỗ ghi ở trên pháp y của Đông Như Lai xem sao. Chát chát chát, Ngụy Tác không ngừng dựa vào nhục thân mà lao đi khuất vào trong hoang cổ sơn lâm. Khi mà Ngụy Tác rời đi chưa đầy hai canh giờ, thì một đào thiên lam sắc quang hoa lao nhanh tới. Thiên lam sắc quang hoa này là thánh vương tông tông chủ và hoa thanh niên được hoang tộc truyền thừa. Ở bên cạnh thánh vương tông tông chủ thì lơ lửng một tấm hồng sắc ngọc thạch pháp kính. Đến gần chỗ của Ngụy Tác lao đi là rực lên hào quang tỏa ra nhiệt khí như là có khí huyết giấy lên. Hồng sắc pháp kính này thì trơn bóng, là một pháp khí có thể truy tung khí thức của tu sĩ. À, y đi chưa lâu đâu. Mắt của Thánh Vương Tông Tông Chủ nheo lại đoạn vung tay. Một đảo minh lam sắc quang diễm bắn lên không, hình thành một cây cột nhỏ không tan. Phát ra quang diễm đoạn Thánh Vương Tông Tông Chủ và hoai thanh niên liền đuổi theo hướng của ngụy tác. nơi đây mưa tuyết bao trùm trên địa, tuyết rơi dày đặc từ bầu trời xám xịt trút xuống băng nguyên. Mưa tuyết thường thấy ở trong man hoang hoang nguyên cách rìa của Tịch Hàn Đại Lục khoảng 23 vạn dặm. Tịch Hàn Đại Lục thì địa khí cực lạnh, có nhiều băng xuyên từ tuyên cổ đến giờ không tan. Man hoang hoang nguyên của Vân Linh Đại Lục, Lưu Hỏa Đại Lục đối với cả Tịch Hàn Đại Lục thì đầy thủy khí. Có nhiều hoang cổ lưu vực tồn tại thủy khí gặp lạnh là phải đông lại tạo thành tuyết rơi ngập trời. Trên một băng hà, hắc ảnh như con chim đang lao đi. Mỗi một lần tung mình là mấy trăm trượng, nhiệt khí khiến cho tuyết đọng ở trong vòng mười mấy trượng tan đi. Tuyết băng ở trên sông cũng nứt ra, thoáng sau băng tuyết đã tan đó bị báo tuyết nuốt chửng. Bóng đen đó chính là Ngụy Tác đang quay trở lại Tịch Hàn Đại Lục. Hắn từ tây bắc hướng sang phía nam, không ngừng đi khoảng 6-7 vạn dặm Tại Man Hoang hoang Nguyên Hắn thi triển động hư bộ pháp bình thường Nhưng để tránh các đại năng vây giết Nên là mỗi lần thi triển đi gần vạn dặm Là hắn lại dùng nhục thân đi thêm khoảng 23.000 dặm Đồng thời dùng đại thành Khi thiên kính hóa ra phân thân Hồng đánh lửa những kẻ truy đuổi Hiện tại không rõ là Linh Lung Thiên cùng với cả bọn cơ nhá Bị thu vào trong đại trư thiên tạo hóa bình Bao nhiêu ngày rồi Và hắn cũng không biết tu đạo giới hiện tại thế nào trời tối dần đã sắp sang hoàng hôn hắn đi được khoảng hai ba trăm dặm và một rừng tùng đầy băng tuyết thì dừng lại nhìn lên mé bên trái ngoài ra ánh lên kim quang kim quang không lớn hơn đom đóm là bao nhiêu trong bão tuyết như thế này thì thần huyền đại năng khác khó nhìn thấy nhưng kim quang đó khóa chặt phương vị quán đang lao tới kim quang tạo choán một cảm giác là cực kỳ hung hiểm ngụy tác không do dự hắn liên tục phát ra động hư bộ pháp vượt qua bầu trời thoáng sau đã cắt đuôi được cái kim quang đó đi được vài bước lán sướng lại nhằm hướng khác thi triển động hư bộ pháp vượt bầu trời nhưng chưa đầy vạn dặm nguy tác trượt biến sắc dừng lại với độn tốc của động hư bộ pháp thì dù yêu thú ở trong man hoang hoang nguyên cảm chi được khí tức thì cũng phải tránh xa nhưng con không tránh kịp thì hắn cũng nhận ra chúng tránh mình kim quang cứ thẳng hướng nam hắn cảm giác được hoàn cảnh khi mà linh lung thiên cứ như vậy thì kim quang cứ thẳng hướng nam hắn cảm giác được hoàn cảnh của mình lúc này như là khi linh lung thiên bảo có đại năng đi qua yêu thú tiệt tích hắn biến ảo phương vị trực tiếp chạy vào sâu trong man hoang hoang nguyên nhưng mà vẫn không dứt được cảm giác đó có cảm giác là các thần huyền đại năng này thì đã đoán được quỹ tích của hắn đi đang răng lưới đợi sẵn hắn một quang ngụy tác lóe lên kịch liệt lao nhanh về phía của kim quang không đầy nửa tuần hương thì mắt hắn xuất hiện kim quang không dừng lại nhìn thấy kim quang đó hắn không ngừng phát động ra động hư bộ pháp mà lao tới kim quang rõ ràng không ngờ chỉ mấy chục tích tắc sau là dừng lại chưa kịp phản ứng thì ngụy tác từ cách chưa đầy một nghìn năm trăm dặm đã vút tới trong lúc trời tối lại bão tuyết như thế này đó chính là cực hạn của ngụy tác có thể nhìn rõ kim quang Kim quang đó dần dần hiện ra trong mắt của Ngụy Tác Là một kim sắc thạch đài lạ lùng Khắc đầy phù văn phù điêu Bên trên là bốn thần huyền đại năng Vương Vô Nhất, Tô thần huyết Và Bích Tỷ Tông Tông Chủ Cộng Thiên Hòa Thần Quân Ngụy Văn Tác Người không thể thoát được đâu Trong gió tuyết thì bọn Vương Vô Nhất Tô Thần Huyết rú vang đầy sát khí Ngụy Thác phát động động hư bộ pháp dược lên quang hoa nhanh chóng khuất bóng. Liên tục thi triển động hư bộ pháp qua khỏi nhiều vị trí của bọn vương vô nhất và tô thần huyết Ngụy Thác lao đi hơn hai vạn dặm thì lại rẽ sang một hướng khác. Hắn hoàn toàn không dùng nhục thân mà với động hư bộ pháp bỏ ra các đại năng. Hiện tại hắn tuy chưa biết đối phương dùng phương pháp pháp khí gì để mà truy tung, nhưng liên tục dùng nhục thân và đại thành khi thiên kính chạy trốn mà vẫn bị khóa chặt thậm chí dần khép vòng vây ép hắn đi theo một hướng, thì rõ ràng là hướng chạy cũ cũng vô dụng. Đại thành khi thiên kính của hắn hóa ra hóa thân, ngay cả đến thiên cũng bị gạt, nhưng mà không thể ngăn cản được đối phương truy tung. Ngụy tác không hề chấn kinh. Hắn biết toán đại năng đó bức hắn phải đến con đường cùng, nhưng hắn thoát được đại chư thiên tạo hóa bình thì vô hình chung đã bước lại bọn họ đến cùng. Lần này giết không nổi hắn thì không biết sẽ có hậu quả gì nên là các đại thế lực đại tông môn dù trước đó uh, có tích lũy đều triệt để động dụng hiện tại không tính đối diện bốn người bọn vương vô nhất mà chỉ đối diện với vương vô nhất và tô thần huyết thôi thì hắn cũng chọn cách tránh đi hắn không biết trong các đại năng mỗi một người đều có truyền thừa pháp khí pháp bảo gì sẽ động dụng hiện tại thì nguy tác hết cách đành dùng cái phương thức trước đây hắn không thích và cũng là cách lãng phí thời gian nhất là động hư bộ pháp vòng sâu vào trong man hoang hướng về phía của Minh Vĩnh Băng Xuyên. Hắn không tin là bỏ ra mấy chục vạn dặm mà bọn họ vẫn có thể tìm được khí tức thi pháp của hắn. Cơ nhã Hàn Vi Vi Thủy Linh Nhi, Vũ Tinh Lệ Hoa, Cương Nha muội Nguyên Âm Tiền Bối nữa. Trên người hắn giấy lên khí tức cực lạnh mang theo gió thuyết đầy trời. Đưa ra quyết định đó thì nhờ đến mỗi một người trong bọn cơ nhã đã bị thu vào trong đại trư thiên tạo hóa bình Lòng hắn lại nhói lên từng hồi. Mẹ kiếp cái tên này, y là quá cơ cảnh, đại trận của chúng ta công cốc rồi. Tuy rằng bị bức như là khốn thú, nhưng mà Ngụy Tác không ngừng phát động động hư bộ pháp, định đi sâu vào trong Man Hoang Đại Lục phòng tránh. Còn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thì phát ra thần quang trong gió nói như vậy: ở bên cạnh ả à thì ngoại trừ vạn hoàng công tử đẹp trai thì vẫn còn hoàng đình tông tông chủ và thiên kiểu thần quân và bích tỷ tông tông chủ. Bạch sắc ngọc bàn hình lá sen đang lơ lửng trước mắt. Bạch sắc ngọc bàn khắc đầy hoa văn điểu thú ngư trùng đồ đằng nhưng mà có khảm hồng sắc bảo thạch cỡ hạt đậu. Hồng sắc bảo thạch đó thì đều có hình khô đầu lâu. Hồng sắc bảo thạch có nhiều phù văn đối nhau. Ở bên trên có tiêu chí đối với cả trư thiên tinh thần. Trong bạch sắc ngọc bàn có một viên huyết châu lưu động với tốc độ thập phần là kinh nhân. Xem ra bị bức đến đường cùng, y định chạy vào man hoang hoang nguyên đây mà. Thiên kiểu tần quân, đành phải động dụng thứ đó của các hạ vậy. Không thì y thoát được, chúng ta sẽ mất hết thể diện đó. Nhìn bạch sắc ngọc bàn, sau đó hắc bồ đề thiên mẫu sầm mặt lại. Hàn quang lóe lên như là con chó sói cái, Lúc trước ta không cẩn thận Bị đánh vỡ lực sơn long quy rồi Sau này ta sẽ bồi thường à, Cũng đành phải như thế chứ sao Thấy Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nói thế Hoàng Đình Tông Tông Chủ Thiên Kiểu Thần Quân Tỏ vẻ sốt ruột Nhưng nghiến răng đưa xích kim sắc ngọc quyết cho à Ngụy tác à Ta nói rồi Ngươi không thể toát được lòng bàn tay của ta đâu Cười lạnh đoạn hắc Bồ Đề Thiên Mẫu vung tay, chân nguyên dồn vào ngọc quyết của Thiên Kiều Thần Quân. Vô số xích kim sắc thần quang ánh xạ lên hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu à, thu bạch sắc ngọc bàn, ngọc quyết phát ra thần quang thấm vào trong thể nội. Đoạn Ả à và ngọc quyết hóa thành vô số hạt nhỏ rồi tan vào trong bầu trời. Lúc này trong gió tuyết ngụy tác đang nghiến răng vượt qua bầu trời đột nhiên cảm ứng thấy nguy cơ ngập lòng lưng hắn lạnh bút vô thành vô thức hắn ngoái lại xích kim sắc quang hoa từ trên bầu trời đột ngột lóe lên